Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và trong quá trình đi thu hái thuốc, mình bắt gặp được một cái dây mộc thông nó rất là lớn. Nên mình quay video này để lưu lại hình ảnh dây mộc thông này vào trong kênh của mình để làm kỷ niệm. Cũng như nhân tiện đây, mình sẽ giới thiệu tới mọi người công dụng của cái loại dây thuốc rất là lâu đời và rất là quý này của y học cổ truyền dân tộc ta. Ở đây là một cái khu rừng đã rất là nhiều mọi người, đã chéo leo luôn. Và khi tới chỗ này, mình bắt gặp được cái dây mộc thông này. Nó ở bên tảng đá mọi người. Nó rất là lớn. Này. Đây mọi người này. Đây là loài mộc thông tròn mọi người. Có một cái loài mộc thông thân dệt thì trong kênh của mình đã có một video nói về dây mộc thông dệt hay còn gọi là mộc vân đăng, thì mọi người có thể vào trong kênh của mình đi tới video có tên là mộc vân đăng để xem chi tiết về cái loài mộc thông dệt. Còn ở đây là cái mộc thông tròn mọi người. Về cái loài mộc thông tròn này, nó có mộc thông trắng này, mộc thông vàng và mộc thông đỏ. Thì đây chính là cái mộc thông trắng mọi người. Còn cây mộc thông vàng và mộc thông đỏ thì nó hiếm hơn. Lúc nào đó gặp mình sẽ làm video quay cho mọi người thấy dây mộc thông vàng và dây mộc thông đỏ. Còn ở đây mình sẽ giới thiệu tới mọi người loài dây mộc thông trắng. Mộc thông trắng nó là một cái cây dây leo bằng thân quấn mọi người. Thân của nó thì có thể lớn bằng bắp chân và có thể dài tới hàng chục mét. Như dây này nó đã rất là lớn, một nắm đấy không hết đâu mọi người này. Đó, nó kéo dài mãi lại đâu kia mọi người đấy. Lên đó nó phân ra rất nhiều nhánh mọi người này. Đấy. Rồi nó chia năm xẻ bảy và mỗi nhánh đi một nơi. Có cái nhánh lớn nhất nó đi theo đường này, nó biểu vào tảng đá này mọi người này. Cây này có vẻ nó đã dài tới khoảng hơn 100 mét rồi mọi người. Nó bò lan khắp rừng. Nó là một cái cây dây leo bằng thân quấn. Khi nó còn nhỏ thì nó có các cái khớp đột mọi người này. Đây này, đây một đột này, đây một đột này. Già rồi nó vẫn có đột mơ hơn mọi người. Rất là to, cực kỳ lớn luôn mọi người này. Khi về già thì nó thường có màu đen sẫm hoặc là màu của rêu mốc. Nhìn rất là thích mọi người. Còn chặt ra thì nó có những cái vân hình bánh xe mọi người. Mình giờ mà chặt cái cây này thì nó hơi là tiếc mọi người. Thôi mình để đây như thế này thôi. Giờ mình chưa sử dụng tới cái cây này. Giờ mà chặt đi là cực kỳ là phí. Mình để như vậy. Còn lá của nó đây mọi người này. Cây mộc thông trắng này thì nó lá của nó cũng khá giống với cây mộc thông dệt hay là cây mộc vân đăng. Đấy, lá mộc đội đấy mọi người này. Lá có dạng hình trứng mọi người. Đây. Mẹp lá nguyên. Mặt trên xanh. Mặt dưới nhạt màu hơn, gân lá ở mặt dưới nổi rất là rõ. Cả hai mặt đều có lông mịn mọi người này. Lông rất là mịn. Nó phủ một lớp lông như nhung. Và tại nách lá thì có một cái tua cuộn mọi người này. Cái tua cuộn này nó sẽ đối đầu đầu mũi. Đấy. Đầu mũi của tua nó sẽ đối. Đó. Quả của nó thì lớn bằng chiếc đũa, nó mọc thành từng chùm. Khi non thì có màu xanh, khi già thì chuyển sang màu vàng và khi chín thì chuyển sang màu đỏ. Đấy. Đây hoa của nó mọi người này, hoa sau biến thành quả luôn. Đấy. Về mùa này quả của cây mộc thông đã chín vàng rồi mọi người, đã chín đỏ rồi, nhưng mà cây này nó quả ở trên cao quá, mình không quay cho mọi người được,
mà cũng không cần thiết đâu, bởi vì cái cây mộc thông này nó khá là quen thuộc trong nhân dân rồi. Đó, thì đó là một số đặc điểm về nhận dạng cây mộc thông. Còn về công dụng của dây mộc thông này thì trong nhân dân, dây mộc thông thường được dùng để chữa chứng tràn dịch khớp gối này, đau nhức xương khớp, rồi viêm cầu thận, rồi viêm gan, rồi sỏi thận, chứng tiểu đục, tiểu đỏ, tiểu rát, rồi tiểu dắt, tiểu ra máu. Thì cái cây thuốc này nó có rất nhiều công dụng quý, là nó được dùng để chữa viêm gan, viêm thận, phù thủng, sỏi thận, chứng tiểu đục, tiểu đỏ, tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu ra máu, rồi dùng để trị tràn dịch khớp gối, đau nhức xương khớp, rất là tốt mọi người. Loài dây mộc thông trắng này thì ít sử dụng hơn, còn dây mộc vân đăng hay là mộc thông dệt thì được nhân dân hay sử dụng nhiều hơn. Còn cái loài mộc thông vàng và mộc thông đỏ thì các cái loài đó nó quý hơn và nó hiếm hơn, bởi vì ngày xưa các cụ đã thu hái những cái loài đó hết, bây giờ con cháu rất là khó tìm, do đó nó trở nên là hiếm hơn. Còn cái mộc thông trắng này nó ít sử dụng hơn, cho nên hiện tại thì trữ lượng của nó trên rừng cũng đang tương đối. Như vậy, thông qua video này, mình đã giới thiệu tới mọi người dây mộc thông trắng cũng như một số công dụng của nó để tham khảo, cũng như mình muốn lưu lại hình ảnh video này vào trong kênh của mình để làm kỷ niệm. Đồng thời, những thầy thuốc nào mà có nhu cầu mua các loại cây thuốc thì liên hệ với mình qua số Zalo 0396761661. Mình thường để nó ở dưới phần mô tả video. Và bây giờ mình phải tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.